Trần Nhật Phong trở lại cùng tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong chương trình Houston nhật ký ngày hôm nay được phát hình và phát thanh từ Nam California. Trước hết cảm ơn tất cả bạn bè khán giả ở khắp nơi đã chọn channel của Phong để theo dõi các bản tin hàng ngày, các bài nói chuyện, phân tích, đối chiếu, so sánh trên tinh thần chủ quan của Phong cũng như là phần thảo luận của tất cả chúng ta sau mỗi một bản tin. Cảm ơn mọi người rất là nhiều và như thường lệ mỗi một ngày vẫn có hai đề tài liên quan tới thời sự đề tài đầu tiên liên quan tới bản tin vào chiều tối ngày hôm qua tôi có loan quý vị đó là bản tin mà dân biểu tiffany đã tái giới thiệu lại cái dự luật gọi là kêu gọi hoa kỳ thừa nhận độc lập của đài loan và xóa bỏ chính sách one china policy mà vị dân biểu này đã xem đây là một cái chính sách đã lỗi thời quý vị điều này sẽ dẫn tới cái phản ứng của bắc kinh và tại sao dự luật này lại được đệ trình trước khi mà ông Kevin McCarthy bay tới Đài Loan. Theo chúng ta dự đoán thì sau chuyến đi này thì dự luật này mới được đệ trình. Tuy nhiên tại sao nó được đệ trình sớm hơn? Đây sẽ là một trong những cái bài giải thích của tôi và cho thấy rằng Trung Quốc sẽ có những cái phản ứng quyết liệt hơn. Và lần này chuyến đi của Anthony Blinken cũng sẽ phải gặp thách thức khi mà phía Tập Cận Bình sẽ đưa ra một cái lằn ranh đỏ trong mà cái mối quan hệ giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc giữa lúc mà phía chính quyền cho bên đang muốn hâm nóng lại mối quan hệ giữa đôi bên vốn đã căng thẳng trong 6 năm qua. Ok quý vị, trước hết chúng ta đi vào trong bản tin đi, rồi sau đó chúng ta sẽ phân tích xem là tại sao nó được đưa ra sớm hơn và những thách thức mà Anthony Blinken sẽ gặp khi mà tới Bắc Kinh gặp gỡ với lại các viên chức của nhà nước Cộng sản Trung Quốc. Ok quý vị, dân biểu Tiffany giới thiệu một cái nghị quyết trong đó kêu gọi Hoa Kỳ thừa nhận độc lập của Đài Loan. Và trong đó thì một group gồm các nhà lập pháp đã giới thiệu một nghị quyết trong đó thúc giục chính quyền của Joe Biden là chấm dứt cái thừa nhận cái chính sách one China policy đã vốn đã outdate, tức là đã lỗi thời và có một tính sách xây dựng bằng cách là thừa nhận và bình thường hóa quan hệ ngoại giao với Đài Loan là một quốc gia độc lập. Dân biểu Tom Tiffany của Đảng Cộng hòa tại Wisconsin dẫn đầu 18 vị dân biểu khác trong quốc hội trong ngày 25 tây đã giới thiệu cái dự luật này tìm cách gọi là tái lập lại bình thường hóa các mối quan hệ với lại phía Đài Loan. Nghị quyết này đồng thời cũng sẽ đưa trực tiếp tới chính quyền của Joe Biden là ủng hộ Đài Loan có vai trò trên các cái định chế trên thế giới và đồng thời đàm phán để có một cái thỏa thuận tự do mậu dịch giữa Hoa Kỳ và Đài Loan. Đây là thời gian thay đổi hiện trạng và thừa nhận và uh, hoặc uh, thừa nhận sự uh, của chính phủ Hoa Kỳ trong mà đã uh, bác bỏ trong nhiều nhiều năm qua, tức là trong vài thập niên qua, Đài Loan là một quốc gia độc lập tiffany đã viết trong bản statement và share với tập Apple Time và từ lâu nay thì chúng ta đã đứng và họ đã đứng trong cái vá giá trị là một đối tác cái giá trị của chúng ta và chúng ta cần phải tôn trọng cái sự tự do của họ từ chế độ cộng sản trung quốc đã kéo dài quá lâu và trong đó thì đảng cộng sản trung quốc đã đã điều khiển nước trung quốc với một cái chính sách một đảng và trong đó họ nói rằng đài loan là một phần của trung quốc và cần phải được thống nhất với lại trung hoa lục địa bằng bất kỳ một cái ý nghĩa cần thiết nào và chế độ này từ chối cái việc mà gọi là à, sẽ không à, dùng, dùng vũ lực để mà đạt được mục tiêu của họ trong việc mà xâm chiếm Đài Loan và bất kể sự đe dọa này thì Đảng Cộng sản Trung Quốc chưa bao giờ kiểm soát được Đài Loan với tất cả cái à, cái nền dân chủ của họ và chính chính quyền được à, bầu cử của họ cũng như một, một cái thị trường về kinh tế. Kể từ năm 1979 thì Hoa Kỳ đã quản lý cái chính sách One China Policy và thừa nhận cái chế độ Cộng sản Trung Quốc và trong đó và chính quyền của Trung Quốc trong khi mà Washington vẫn tiếp tục À, giữ mối quan hệ với Đài Loan thông qua cái đạo luật là Taiwan Relations Act để để bảo đảm rằng là cung cấp Đài Loan về vũ trang cần thiết à, để cho họ tự vệ và Washington đồng ý với Đảng Cộng sản. Tuy nhiên thì à, việc mà đối phó bình thường hóa quan hệ ngoại giao với Đài Bắc à, trong vấn đề mậu dịch và ngoại giao à, kể cả Đài Loan là một trong những à, 10 đối tác gọi là lớn đến hàng thứ 10 của Hoa Kỳ về à, kinh tế và tình trạng này thì à, à, Tiffany nói rằng cần phải được à, thay đổi. Đài Loan hiện nay đang có một cái bước đi chung với chúng ta và tương tự như là giữa lúc Bắc hàng và một số quốc gia khác à, à, như vậy và Tiffany đã phát biểu trong ngày 25 tây trong cuộc phỏng vấn với lại à, Capital Report của NTD, một à, cơ quan truyền thông của Able time và họ đã gia tăng rất nhiều cái nền dân chủ cũng như là họ thật sự yêu mến hòa bình, một đất nước tự do ở trên thế giới này và tôi nghĩ rằng họ cần phải được thừa nhận và sáng kiến là à, à, không phải là mới gì với Tiffany, người đã đưa ra một cái nghị quyết tương tự năm 2020 và 2021 và ông nói rằng ủng hộ một cái nghị quyết như vậy à, à, trong vài năm qua đó là tôi chỉ có một mình tôi và năm nay chúng tôi đã có thêm 18 người đồng bảo trợ cho cái dự luật này và đồng, đồng bảo trợ trong cái dự luật này thì bao gồm dân Mỹ à, Buddy Carter của Georgia Dan Kressel của Texas à, Scott DeGiulais của Tennessee à, Biden Donald của Florida Bob Good của Virginia Lance gooden của Texas Uh, Duke Đức La Mafia, La Mafia của California, Jack Latuna của Kansas, Nancy Metz của South Carolina, Tom McClintock của California, Nico Maliotakis của New York, Lisa Machen của Michigan, uh, Rap Norman của South Carolina, Andy Oakless của Tennessee, Burt uh, Burgess Owen của Utah, Scott Berry của Pennsylvania, Michelle Steele của California và Randy Weber của Texas và một trong những người đồng bảo trợ là bà Steele đã được đề danh trong cái uh, quỹ ban đặc trách về đối phó với lại đảng Cộng sản Trung Quốc và trong đó có thể giúp để uh, lưỡng đảng có thể ủng hộ cho cái nghị quyết này. Đây được xem là một cái uh, sự thay đổi lớn trong cái uh, Hạ viện của Hoa Kỳ ngay sau khi mà phía đảng Cộng Hòa đã giành lại được cái uh, quyền đa số. Quý vị, <laughs> hôm trước khi mà đưa cái tin mà Kevin McCarthy có thể viếng tâm đảo quốc Đài Loan vào mùa xuân thì tôi có đưa ra một cái dự đoán là sau chuyến đi này sẽ có hàng loạt các cái dự luật và các cái nghị quyết sẽ được đệ trình trên sàn Hạ viện để cứng rắn với Cộng sản Trung Quốc và trong đó tôi tiên đoán là việc xóa bỏ One China Policy sẽ nằm trong cái tiến trình này. Tuy nhiên, vào tối ngày hôm qua thì dân biểu Tom Tiffany đã chính thức đệ trình cái dự luật này với 18 người khác đã đồng bảo trợ cho cái dự luật này. Thực ra dự luật này đã được ông đệ trình năm 2020 nhưng chỉ có đơn thân một mình ông. Rồi năm 2021 cũng đơn thân của một mình ông. Nhưng lần này lại có thêm 18 thành viên của Đảng Cộng Hòa đã đứng chung đồng bảo trợ cho dự luật này. Quý vị, tại sao dự luật này lại đệ trình sớm trước chuyến đi của Kevin McCarthy? Nó có hai ba ý nghĩa. ok Ý nghĩa thứ nhất là mọi cái uh... Thứ nhất là họ muốn để cho Anthony Blinken duy trì cái thái độ cứng rắn trước khi ông này bay tới Bắc Kinh vào tháng 2 để gặp gỡ với lại ngoại trưởng của Trung Quốc và đồng thời gặp gỡ với lại phía các viên chức nhà nước Cộng sản Trung Quốc. Anthony Blinken trên dự tính là sẽ bay tới đó và Anthony Blinken đang tìm cách làm giảm đi tất cả các cái sự căng thẳng của Hoa Kỳ và Trung Quốc trong mấy năm qua. Đặc biệt là sau chuyến đi của bà Nancy Pelosi thì Trung Quốc đã cắt bỏ tất cả những cái channel đối thoại với Hoa Kỳ. Và quý vị, sau đó thì do sự nối kết lại chuyến gặp gỡ của ông Joe Biden và ông Tập Cận Bình bên lề của hội nghị G20 thì có vẻ như mọi việc được hâm nóng trở lại và trong đó thì Trung Quốc đồng ý là sẽ quay trở lại các cái channel đối thoại về khí hậu môi trường và về mậu dịch với Hoa Kỳ, nhưng vẫn từ chối đối thoại về quân sự. Thì quý vị, lần này Anthony Blinken bay tới là muốn thúc đẩy có các các cuộc đối thoại thêm. Và trước đó quý vị thấy rằng là, là bà bộ trưởng à, về tài Chánh của Hoa Kỳ là Janet Yellen cũng đã gặp gỡ với lại phó thủ tướng Liêu Huy của Trung Quốc ở tại Munich ở Thụy Sĩ. À, à, à Munich ở Thụy Sĩ để mà thảo luận về vấn đề kinh tế thì quý vị rõ ràng chính quyền của ông Joe Biden đang muốn dậm chân tại chỗ sau 2 năm bắt đầu có những cái chính sách bắt đầu tách rời Trung Quốc thì ông ta bắt đầu mềm dẻo lại để ông ta dọn đường cho 2 năm kế tiếp ông ta phải tập trung vào chính sách đối nội có nghĩa là Joe Biden trong 2 năm tới ông ta sẽ tập trung vào các chính sách đối nội nhiều hơn là đối ngoại chính điều này ông ta không muốn bị rắc rối ở bên ngoài đặc biệt là cái hồ sơ của Trung Quốc do đó ông ta muốn duy trì một cái uh, mối quan hệ tương đối và không quá gây gắt đối với Cộng sản Trung Quốc. Do đó quý vị, Blinken, Anthony Blinken bay tới phía của Bắc Kinh trong tháng 2 là mục đích của chuyến đi này để mở thêm các cái channel đối thoại với Trung Quốc. Trong khi đó thì quý vị, Đảng Cộng Hòa hầu hết họ biết rõ Trung Quốc đang là tiềm năng đe dọa toàn diện của Hoa Kỳ so với Nga. So với Nga, tiềm năng đe dọa của Trung Quốc nó gây gắt hơn và nó nguy hiểm hơn. Do đó, ngay từ trước cái cuộc bầu cử giữa mùa, thì đảng Cộng Hòa đã bắt đầu báo động rất nhiều về sự đe dọa của Trung Quốc căn cứ trên các cái uh, kết luận của cơ quan tình báo, kết luận của cơ quan FBI và cả kết luận của Bộ Quốc phòng. Ba cái kết luận này là Đảng Cộng Hòa đã dựa trên những bản kết luận này để mà thúc đẩy và họ nói rằng họ sẽ có những cái chính sách cứng rắn hơn với Trung Quốc. Do đó quý vị, ông Kevin McCarthy đã tuyên bố là ông ta sẽ tới viếng thăm đảo quốc Đài Loan. Trong cái trong lúc mà ông uh, tranh cử và cuối cùng bây giờ ông đã thắng cử và ông thắng luôn cả cái chức chủ tịch hạ viện do đó thì ông giữ lời cam kết là sẽ bay tới đài loan vào mùa xuân tuy nhiên chuyến đi này thì nó lại sau chuyến đi của anthony blinken tới trung quốc do đó thì quý vị đảng hòa e ngại rằng phía chính quyền của joe biden có thể sẽ dậm chân tại chỗ ở trong chính sách đối ngoại đặc biệt là cái việc chuyển trục của hoa kỳ về á châu giữa lúc mà trung quốc đang tìm đủ mọi cách banh trướng tại á châu do đó À, ông uh, Tom Tiffany đã đưa ra cái dự luật này trước khi mà Anthony Blinken tới Trung Quốc. Bởi vì ông muốn tạo một cái áp lực mạnh cho phía của Anthony Blinken và chính quyền của Joe Biden. Thì quý vị, áp lực này sẽ nặng và Anthony Blinken sẽ gặp một cái thách thức rất lớn từ phía Trung Quốc. Có nghĩa là phía Trung Quốc sẽ đặt ra một cái lằn ranh đỏ là không thể xóa đi cái One China Policy. Không thể xóa đi có thể là uh, mở những kênh đối thoại có thể là nhúng nhường ở một số lĩnh vực nào đó kinh tế hay là ngoại giao chính trị vân vân nhưng mà cái lần ranh đỏ của họ tức là cái bước cuối cùng của họ là không thể xóa đi cái one china policy thì quý vị đây chính là cái điều mà phía đảng cộng hòa muốn áp lực tới là muốn cho ông anthony blinken phải chịu cái áp lực từ phía trung quốc đương nhiên anthony blinken vẫn nói rằng ô chúng tôi vẫn tôn trọng cái one china policy nhưng mà chúng tôi vẫn sẽ hỗ trợ cho Đài Loan thông qua đạo luật Taiwan Relations Act đã được ban hành năm 1979, tức là ông ta vẫn chơi cái trò gọi là chính sách mơ hồ. Thì quý vị, lần này Đảng Cộng hòa không để cho Joe Biden có một cái chính sách mơ hồ đối với Trung Quốc nữa. Đặc biệt là với Đài Loan. Thì quý vị, trong cái dự luật này thì họ nói rằng đã quá lỗi thời. Thật sự họ muốn Joe Biden ký cái sắc luật hủy bỏ One China Policy giống như hôm trước tôi có nói đây là quyền hành pháp quốc hội không có quốc hội không có sen vào tuy nhiên bởi vì cái thái độ chần chừ của ông joe biden khiến cho phía quốc hội và bên đảng cộng hòa họ muốn thúc đẩy nhanh hơn do đó họ ra cái nghị quyết trước và cái nghị quyết này quý vị cái nghị quyết này đặc biệt chỉ có một phiếu chống và toàn bộ các phiếu còn lại đều ủng hộ có nghĩa là hoa kỳ đã khẳng định về cái chiến lược chuyển trục về á châu trong đó quý vị Đài Loan là một phần rất quan trọng trong cái uh, chiến lược chuyển trục của Hoa Kỳ quan trọng về mặt địa thế quan trọng về mặt kinh tế và trong bản tin quý vị thấy Đài Loan đứng hàng thứ 10 trên thế giới là đối tác kinh tế quan trọng của của Hoa Kỳ mặc dù đảo quốc này chỉ chưa tới 24 triệu dân nhưng mà họ là đối tác kinh tế thứ 10 của Hoa Kỳ thì quý vị biết vị trí quan trọng của họ như thế nào do đó quý vị lần này thì uh, phía đảng cộng hòa không những là sẽ thúc đẩy mạnh những chính sách cứng rắn với cộng sản trung quốc trong đó đặc biệt là họ bắt đầu đưa ra một cái thử lửa trước và cái đòn này cũng là cái ý nghĩa thứ hai là cái đòn thử lửa đối với trung quốc trước khi mà ông kevin mccarthy bay tới đài loan họ muốn đo lường trung quốc trước thứ nhất là áp lực với anthony blinken và thứ hai đo lường cái phản ứng của trung quốc trước khi mà họ bắt đầu có một cái à, tu chính cái luật để mà xóa bỏ cái one China policy. Bởi vì giống như tôi nói, về phía hành pháp họ có toàn quyền trong vấn đề này. Nhưng mà nếu mà họ chần chừ mà quốc hội thông qua luật với 2/3 khối phiếu thì tổng thống sẽ mất đi quyền phủ quyết. Nó sẽ tự động thành luật. Thì quý vị, lần này Joe Biden chần chừ trong cái việc à, gọi là xóa bỏ one china policy là bởi vì ông ta trong 2 năm tới với cái sự thách thức của nền kinh tế Hoa Kỳ đang đối diện với sự suy thoái và nó khiến cho ông ta bị trở ngại rất nhiều trong cái à, chủ trương và nghị trình của ông ta là thúc đẩy cái à, gọi là cái à, an sinh xã hội nhiều hơn. <laughs> và đôi bên sẽ gặp bế tắc trong cái vấn đề gọi là à, chính sách đối nội do đó ông ta muốn tập trung thời gian cho chính sách đối nội để dọn đường cho cái cuộc tái tranh cử năm 2024 có thể xảy ra do đó quý vị lần này thì Joe Biden muốn gọi là hòa hoãn trong chính sách đối ngoại thứ nhất là ông ta sẽ à, gọi là dừng lại tất cả những cái à, tiến trình mà gọi là cô lập Trung Quốc ông ta cho rằng quá đủ đi tới mức này là vừa đủ rồi bây giờ ông ta phải quay về với chính sách đối nội thứ hai là ông ta sẽ tìm đủ mọi cách để mà khiến cho Nga và Ukraine bước vào bàn đối thoại để ông ta không bị rắc rối trong các cái chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ. Ông ta sẽ tập trung vào chính sách đối nội. Chính điều này mà phía đảng Cộng Hòa không muốn cho Joe Biden ngưng lại trong cái việc mà gọi là cái tiến trình chuyển trục về Á Châu, đặc biệt là dần dần cô lập Trung Quốc. Do đó quý vị, cái dự luật mà xóa bỏ cái One China Policy và thừa nhận tính chất độc lập của Đài Loan thì nó đã được đệ trình sớm hơn ngay trong tháng Giêng tức là ba tây tháng Giêng thì Đảng Cộng hòa chính thức trở thành chiếm quyền đa số hôm nay mới có là 26 tây tháng Giêng thôi tức là chỉ mới có hai mươi mấy ngày thôi là Đảng Cộng hòa đã thúc đẩy một cái nghị trình để mà cứng rắn với Trung Quốc trong đó thứ nhất họ đã lập ra cái quỹ ban đặt trách đối phó cạnh tranh với Cộng sản Trung Quốc mà trong cái cụm chữ họ đề rất rõ ràng quý vị Họ không cạnh tranh với lại nhà nước nhân dân Trung Quốc, mà họ đề ra rõ ràng là cạnh tranh với đảng Cộng sản Trung Quốc. Thì quý vị thấy rõ ràng là họ xem đảng Cộng sản là kẻ thù. Và 13 nhân vật đưa, của đảng Hòa mà được chọn vào trong cái quỹ ban này đều là những nhân vật chống Cộng sản quyết liệt. Đều là những nhân vật chống Cộng sản quyết liệt. Do đó quý vị, những chính sách mà phía đảng Hòa đặt trên quốc hội về đối ngoại, họ sẽ tập trung vào Trung Quốc họ sẽ tập trung vào Trung Quốc nhiều hơn. Thay vì là Nga đối với Ukraine, thì thật sự bên phía của Nga và Ukraine thì ít nhất còn có cái NATO, tức là ngoài trừ Hoa Kỳ ra còn 29 quốc gia trong NATO vẫn phải có trách nhiệm để bảo vệ Âu Châu. Do đó, phía Đảng Cộng Hòa mong muốn là phía của chính quyền cho bên phải tập trung vào Á Châu nhiều hơn. Thì quý vị, đây cũng là một trong cái đòn gọi là Đảng Cộng Hòa muốn khẳng định cái lập trường của mình khi mà chuyển trục về Á Châu với các đối tác tại Á Châu. Tại vì các đối tác tại Á Châu từ Philippines xuống tới Malaysia, Indonesia, qua tới Thái Lan, họ đều ngó vào cái hồ sơ của Đài Loan để đánh giá cái thiện chí của Hoa Kỳ. Khi Hoa Kỳ chuyển trục về Á Châu, thì quý vị, khi mà họ nhìn vào trường hợp của Đài Loan, họ thấy là Hoa Kỳ, ok, đã chi ra 10 tỷ Mỹ Kim, Kim trong vòng 5 năm để tài trợ tín dụng quân sự. Đó là tích cực. Thứ hai là Hoa Kỳ đã bắt đầu liên tục có những cái hàng hoạt động bảo vệ về quân sự đối với Đài Loan. Đó là điều thứ. Nhưng cuối cùng Hoa Kỳ vẫn không có thừa nhận cái tinh thần độc lập của Đài Loan. Thì điều này họ vẫn không có tin tưởng. Tức là anh làm gì làm cuối cùng anh vẫn xem đây là một mảnh đất của Trung Quốc. Anh đâu có coi Đài Loan là một mảnh đất độc lập đâu. Là một quốc gia độc lập đâu. Trong khi Đài Loan có một cái hệ thống chính trị riêng. Có một cái nền dân chủ bầu cử riêng có một cái nền kinh tế mạnh mẽ riêng mà bây giờ anh không nhận do đó quý vị đảng cộng hòa không muốn các đối tác và đồng minh tại á châu có một cái sự suy sụp uh, suy sụp về cái uh, niềm tin đối với hoa kỳ khi hoa kỳ chuyển trục về á châu do đó cái ý nghĩa thứ ba để trình cái dự luật này trên cái nghị quyết này trên sàn hạ viện là để khẳng định cái lập trường của hoa kỳ khi chuyển trục về á châu kể cả việc thừa nhận nền độc lập của đài loan cần phải có điều này bởi vì thứ nhất là Đài Loan có một cái vị trí khá quan trọng tại Á châu, nối liền giữa Đông Bắc Á và Đông Nam Á. Thứ hai là cái nền kỹ thuật của Đài Loan đang trở thành một cái trọng tâm của toàn cầu semiconductor. Và thứ ba thì quý vị, Đài Loan là một cái nền kinh tế mạnh và có thể hỗ trợ các quốc gia ở khu vực Đông Nam Á để giúp cho Hoa Kỳ có thể giành giật cái quy thế về kinh tế đối với Trung Quốc ở tại Đông Nam Á. Trong đó thì quý vị thấy hầu hết kể từ khi mà Bill Clinton thúc đẩy toàn cầu hóa và bỏ rơi Á Châu năm 1996-97. Thì quý vị, toàn bộ Á Châu họ rơi vào một cái một cái khoảng không. Họ phải tự lo. Và kể từ đó thì cái niềm tin với Hoa Kỳ bị biến mất kể từ khi mà ông mike pompeo cựu ngoại trưởng trước đây bắt đầu vận động trở lại ông đã gặp một cái bức tường rất cứng rắn họ không tin tưởng hoa kỳ và trong mấy năm qua hoa kỳ đã làm rất nhiều công việc để chứng minh điều này thì bắt đầu dần dần họ bắt đầu lột ra được cái thành kiến và bắt đầu có cái khuynh hướng gọi là nhìn thấy được cái thiện chí của hoa kỳ tuy nhiên mức độ tin tưởng chưa có và bây giờ họ tập trung vào cái hồ sơ đài loan họ xem hoa kỳ bảo vệ đài loan tới mức độ nào và thứ hai là hoa kỳ có đủ cái bản lãnh vượt qua được tất cả những cái cám dỗ về quyền lợi kinh tế để mà nhận đài loan là một quốc gia độc lập thách thức thẳng thắn với trung quốc hay không tức là đối đầu trực tiếp với trung quốc hay không thì quý vị họ sẽ xem vào hồ sơ của đài loan do đó đảng cộng hòa ở cái thế họ nhìn thấy được điều này cho nên họ thúc đẩy cái nghị quyết này ra và đây là cái nghị quyết sau đó từ cái nghị quyết này họ mới viết thành luật và đưa ra sàn hạ viện bỏ phiếu. Sau khi bỏ phiếu trên sàn hạ viện xong họ sẽ được chuyển lên sàn thượng viện để bỏ phiếu. Thì trên sàn thượng viện đã có một cái dự luật tương tự là do ông Bob Menendez tức là ông chủ tịch của quỹ ban đối ngoại tại hạ... tại thượng viện. Ông là người của đảng Dân Chủ và ông ở New York. Thì ông đã viết dự luật này cách đây vài tháng rồi. Nhưng nó chưa được đưa ra tranh luận và bỏ phiếu. Thì quý vị lần này Hạ Viện nếu như họ bỏ phiếu Họ đưa ra thì trên sàn Thượng Viện sẽ đem cái dự luật của ổng Và cái version của ổng xuống đối chiếu với lại cái version của Hạ Viện Để tìm một bản đồng thuận để đệ trình lên Thượng Viện Thì khi mà Thượng Viện bỏ phiếu tôi nghĩ rằng là sẽ quá 67 phiếu Quá 67 phiếu thì coi như là cái quyền phủ quyết của Joe Biden sẽ biến mất Tức là nó tự động thành luật luôn không cần chữ ký của tổng thống nữa nếu trên sàn thượng viện có trên 67 phiếu để mà hỗ trợ cho việc xóa đi cái quan China policy. Thật sự quý vị, xóa đi cái việc này thì nó vẫn cần cái bước tích cực từ phía Đài Loan. Giống như tôi đã trình bày từ mấy năm trước là để có thể xóa đi cái quan China policy và kết nối ban giao với Đài Loan. Thì điều đầu tiên Đài Loan phải chứng minh là họ không dính dáng gì tới Trung Quốc. Và điều mà chứng minh tốt nhất là gì quý vị? cái tên nước của họ cần phải đổi thay vì bây giờ quý vị họ mặc dù trên cái passport họ đề chữ Taiwan nhưng mà cái phần hoa ngữ và cái tên chính thức ở uh, trên chính trường quốc tế thì vẫn là Republic of China tức là Cộng hòa dân uh, Trung Hoa Dân Quốc nó chưa phải là một cái uh, tách rời hoàn toàn do đó Đài Loan cần phải đổi tên nước thì quý vị, đây là cái mà tôi đã từng nói quý vị, dự tính là trước khi bà Thái Anh Văn hết nhiệm kỳ, có thể bà sẽ tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý để mà tại vì ở Đài Loan theo cái uh, hội đồng lập pháp của Đài Loan, <laughs> những gì mà liên quan tới toàn quốc gia thì phải được sự chấp thuận của hội đồng lập pháp, mà trong đó hội đồng lập pháp đòi hỏi là phải sự được sự chấp thuận của toàn dân. Do đó thì cái việc trưng cầu dân ý để đổi tên nước chính thức là Taiwan hay là Republic of Taiwan. Đây là một cái bước khá quan trọng để phía Hoa Kỳ phải uh, bắt đầu thúc đẩy mạnh hơn. Và có thể, có thể chuyến đi của ông Kevin McCarthy, họ sẽ thảo luận chuyện này. Ngoại trừ cái việc mà ông Kevin McCarthy viếng thăm Stomach Conductor, ngoại trừ ông gặp hội đồng lập pháp của Đài Loan và một số viên chức của Đài Loan. Thì quý vị, một trong những vấn đề mà ông sẽ thảo luận với bà Thái Anh Văn là Hoa Kỳ sẽ đẩy tới mức này. Nhưng vẫn cần cái sự một cái bước kế tiếp của Đài Loan là phía bà Thanh Văn phải đổi tên nước thay vì là cả Republic of China thì nó sẽ là Republic of Taiwan tức là Cộng hòa Trung Hoa uh, Đài, Đài Loan Quốc tức là Trung, uh, không còn là Trung Hoa Dân Quốc nữa mà Đài Loan Dân Quốc thì quý vị nó phải đổi đổ cái tên này thì lúc đó Hoa Kỳ mới có đầy đủ tất cả những cái cần thiết để mà xóa bỏ cái One China Policy thì quý vị, nếu như xóa bỏ One China Policy, Trung Quốc sẽ phản ứng như thế nào? Bởi vì Tập Cận Bình xem đây là lần ranh đỏ. Tức là red light. Và điều này sẽ được khẳng định trong cái chuyến viếng thăm của Anthony Blinken, Ngoại trưởng Hoa Kỳ tới Trung Quốc vào tháng 2 này. Thì quý vị, nếu như mà phía Hạ Viện thông qua, thì chắc chắn Bắc Kinh sẽ phản ứng rất mạnh. Phản ứng mạnh này là tôi nói thật là Tôi không dám nói tới chuyện mà họ tấn công đảo quốc Đài Loan hay một số những cái đảo nhỏ. Nhưng họ có thể sẽ phong tỏa eo biển Đài Loan. Và họ tìm cách ép tất cả những quốc gia khác là phải chống đối quyết liệt vai trò của Đài Loan trên chính trường quốc tế. Tới ngày hôm nay đã 4 năm rồi quý vị. Mỗi một năm Đài Loan đều vận động cho họ có được cái vai trò ở trên cái chính trường quốc tế. Nhưng vẫn thất bại bởi vì thế lực của Trung Quốc khá mạnh thế lực của Trung Quốc đã chiếm quyền đa số ở tại Liên Hiệp Quốc. Do đó Đài Loan không được gia nhập vào WHO, tức là WHO là Tổ chức Y tế Thế giới, không được gia nhập lại cái uh, Tổ chức Cảnh sát Thế giới, <laughs> Cảnh sát Quốc tế và cũng không được gia nhập lại cái Tổ chức ICAO, tức là Hàng không Dân dụng Quốc tế. Thì quý vị, lần này cái dự luật và cái nghị quyết mà bà Steph, uh, ông Stephanie đưa ra, uh, tức là ông Tom Stephanie đưa ra, thì trong đó là buộc là phải thúc đẩy chính quyền Joe Biden là phải à, ra vận động mạnh hơn để Đài Loan có được cái vai trò của họ. Tại vì trên thực tế, quý vị, Đài Loan đã đóng góp rất nhiều trong 2 năm đại dịch qua cho mặt bằng của quốc tế. Đài Loan lại là quốc gia donor, tức là một cái quốc gia tài trợ rất nhiều, hỗ trợ rất nhiều cho những quốc gia nghèo khó và đang phát triển ở Trung Mỹ và Nam Mỹ, đặc biệt Trung Mỹ và Nam Mỹ. Thì cái, ở những nơi này thì họ đang có những cái đồng minh của Đài Loan tức là còn 14 quốc gia đang ban giao trực tiếp với Đài Loan, thì nó nằm ở Trung Mỹ và Nam Mỹ, thì Đài Loan vẫn thường xuyên tài trợ mỗi một năm cho những đảo quốc này. Đồng thời những cái quốc gia nghèo khó đang phát triển khác như là Campuchia, Việt Nam hay là Lào, thì Đài Loan vẫn đầu tư và tài trợ rất nhiều. Thì quý vị, sự đóng góp của Đài Loan chúng ta không thể phủ nhận. Nhưng mà bây giờ họ được đóng góp nhưng lại họ mất quyền gọi là tư cách của một quốc gia thành viên thì điều này chúng ta thấy là khó chấp nhận và bất công cho Đài Loan. mươi mấy năm rồi, từ năm 1979 tới bây giờ, họ bị mất cái quyền này mà họ vẫn đóng góp cho mặt bằng thế giới. Thì quý vị so với Trung Quốc được xem là nền kinh tế lớn hàng thứ hai trên thế giới, nhưng mà Trung Quốc giúp được bao nhiêu quốc gia? Giống như Đài Loan. No, Trung Quốc không có giúp. Trung Quốc chỉ trao đổi công bằng mà công bằng theo quan điểm của Trung Quốc, tức là họ cho vay tiền trong một cái vành đai một con đường mà một vành mà đai một con đường mới xuất hiện có 10 năm nay thôi từ 2012 tới bây giờ thôi trước đó Trung Quốc lúc mà Trung Quốc đang có một cái nền kinh tế mạnh họ đâu có giúp họ chỉ đục khoét thêm cái tài sản của những quốc gia khác thôi rồi bây giờ thông qua một vành đai một con đường trên nguyên tắc là họ giúp nhưng mà trên thực tế quý vị họ lại dùng cái này để cướp những cái tài sản của những quốc gia khác và họ khống chế quyền chính trị của những quốc gia khác chứ họ đâu có giống như Đài Loan. Đài Loan giúp các quốc gia khác, Đài Loan không hề có một cái payback nào hết. Không hề đòi hỏi một cái quyền lợi nào hết. Thì cứ phải thấy rõ ràng, Đài Loan có sự đóng góp rất nhiều. Nhưng bây giờ họ vẫn tiếp tục bị gạt ra khỏi các cái định chế trên thế giới. Đây là điều bất công đối với họ. Thì quý vị, Hoa Kỳ chuyển trục về Á Châu và họ nhìn thấy được sự sai lầm của năm 1979. Năm 1979, Jimmy Carter cho rằng là xóa bỏ cái uh, hiệp ước ban giao với Đài Loan, kết nối ban giao với Trung Quốc. Mục đích của Hoa Kỳ thời điểm đó là lôi Trung Quốc ra khỏi khối Cộng sản. Nhưng cuối cùng quý vị, bây giờ sai lầm. Sai lầm ở chỗ là khối Cộng sản Đông Âu sụp đổ. Cuối cùng cái hành động ban giao với Trung Quốc, nó trở thành giúp cho đảng Cộng sản Trung Quốc tồn tại và thống trị và trở thành một cái quốc gia lãnh đạo, trong cái chế độ độc tài toàn trị ngày hôm nay đe dọa tới an ninh quốc phòng của toàn cầu. Thì đây là cái sai lầm của 40 năm trước. Tại vì lúc đó họ nghĩ rằng lôi Trung Quốc ra khỏi khối Cộng sản mà Liên Xô lúc đó dẫn đầu để giảm đi thế lực của Cộng sản. Nhưng bây giờ thì quý vị 40 năm nhìn lại thì cuối cùng họ nghĩ rằng là Trung Quốc sẽ từ bỏ Cộng sản. Trung Quốc không từ bỏ Cộng sản. Mà ngược lại cái hành động lôi Trung Quốc ra giúp kinh tế cho Trung Quốc đã khiến cho họ giữ vững cái quyền lực cộng sản hơn và bây giờ trở thành một cái thế lực độc tài toàn trị đe dọa trên toàn cầu do đó cái chiến lược của Hoa Kỳ là sẽ thay đổi hoàn toàn tức là họ thấy được những cái sai lầm của 40 năm trước và bây giờ họ bắt đầu có những cái chính sách điều chỉnh lại họ thấy được rằng dùng kinh tế thay đổi hiện trạng không được kinh tế không thay đổi được cái hiện trạng à, của một quốc gia mà cái kinh tế đó sẽ giúp cho những chế độ độc tài toàn trị trở nên mạnh hơn do đó quý vị lần này chuyển trục về Á Châu và điều chỉnh tất cả những sai lạc 40 năm trước là cái mục đích cần thiết và do đó tại sao mà các thành viên của Đảng Cộng Hòa và kể cả Đảng Dân Chủ tại sàn Hạ Viện sẵn sàng có những thái độ cứng rắn hơn với Trung Quốc Ok quý vị, đó là cái bài phân tích thiêu tinh nhật ký phần 1 của phong ngày hôm nay liên quan tới cái uh, nghị quyết được đệ trình vào ngày hôm qua với tổng cộng là 19 thành viên ở quốc hội và nó sẽ được đưa ra bỏ phiếu trên sàn Hạ viện để mà à, gọi là xóa bỏ đi cái One China Policy và thừa nhận cái tính chất độc lập của một đảo quốc có đầy đủ tư thế là Đài Loan. Ok quý vị, đó là cái bài phân tích của Phong. Phong sẽ trả lại cùng tất cả khán thính giả ở khắp nơi. Trong phần 2 của tên Nhà Ký Xin quý vị và các bạn nhớ đón nghe và theo dõi Mến chào tất cả các thính giả Và chúng ta sẽ gặp lại sau Bye bye